Tại quận Ngũ Hành Sơn vào ngày hôm qua, quận ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có một ca cộng đồng. Tổng số ca mắc từ ngày 10 tháng 7 đến nay trên địa bàn quận là 57 trường hợp, trong đó tập trung nhiều nhất tại phường Mỹ An với 22 ca và Hòa Hải có 14 ca bệnh. Qua điều tra dịch tễ và truy vết thì đã có 346 trường hợp F1 được cách ly tập trung. Hiện nay trên địa bàn quận có 13 khu vực phong tỏa cứng và 8 khu vực phong tỏa mềm đến nay quận cũng đã hoàn thành xét nghiệm đại diện hộ gia đình tuy nhiên trước nguy cơ dịch lây ra cộng đồng thì địa phương sẽ tiếp tục xét nghiệm diện rộng để sàng lọc nhất là tại các điểm nóng và các khu vực nguy cơ cao